Trương 541 quả thật tôi không có ý mạo phạm bà. Người phụ nữ trung niên đó nghe Lê Văn Vân nói vậy, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lùng, bà ta hờ hững đánh giá một lượt Lê Văn Vân rồi nói, tôi không có hứng thú với việc đó, tôi không thiếu tiền. Xin lỗi, tôi không thiếu tiền. Khi người phụ nữ trung niên kia nghe được lời của Lê Văn Vân thì trong mắt lộ rõ vẻ chán ghét, lập tức từ chối. Sau đó trái tim lập tức trùng xuống. Có thể nhìn ra được các nhân viên của Tam hợp lâu này dường như vẫn vô cùng tín nhiệm vào ông chủ của bọn họ. "Được rồi," Lê Văn Vân ngượng ngùng nói, "là tôi đã mạo muội đến bà rồi. Quả thật tôi không có ý mạo phạm bà, chỉ là vô cùng muốn đến thăm hỏi ông chủ của các người là ngài Minh sùng một chút, cho nên mới đưa ra kiến nghị như vậy." Nhìn thấy thái độ thành khẩn của Lê Văn Vân, người phụ nữ trung niên kia cũng không tức giận nữa, chỉ ôn tồn nói, "Cậu nhóc, tôi thấy con người cậu cũng không xấu." Nhưng việc gặp ông chủ nhà chúng tôi thì hay là thời đi. Tính tình của ông chủ nhà chúng tôi có chút cổ quái, không quá muốn tiếp xúc với mọi người. Cho dù là chúng tôi thì cũng đã 10 ngày rưỡi không gặp mặt cậu ấy rồi, huống chi là nói chuyện, lại càng đừng nói là cậu. Lê Văn Vân ngơ ngác hỏi, vậy thì ai là người trả thu nhập và tiền lương cho nhà hàng của các người? Quản lý của chúng tôi đấy, nhưng quản lý của chúng tôi và ông chủ cũng không nói chuyện nhiều. Bình thường là cậu ta lập hóa đơn sau đó đưa cho ông chủ xem một chút là được không có vấn đề gì thì ông chủ cũng không hỏi quá nhiều người phụ nữ trung niên nói cho nên muốn gặp ông chủ một chút là chuyện tương đối khó khăn hay là cậu thôi đi trở về đi lê văn vân cau mày audio điện tử võ tấn bền quá trình đến thăm hỏi minh sùng khó khăn hơn anh tưởng tượng rất nhiều lê văn vân đúng lúc này một giọng nói hơi nghi ngờ vang lên bên tai lê văn vân lê văn vân nghi ngờ quay lại thì phát hiện đằng sau mình có một người đàn ông mặc trang phục đầu bếp đang đứng đó trông ông ấy trung tuổi đang cầm một cái bát lớn ở đằng kia ông ấy nhìn lê văn vân quay lại thân sắc vui vẻ nói đúng là anh lê văn vân cũng nhớ người trước mặt mình là ai rồi tân hoa lúc trước khi ở giang thành trong một con hẻm đỗ tịch tịch đưa lê văn vẫn đến một nơi dùng bữa anh còn nhờ phạm nhược tuyết giúp đỡ từ đại sư chữa trị cánh tay và tần hoa này chính là học trò của từ đại sư sao anh lại tới yên kinh rồi tân hoa hồ nghi nhìn lê văn vân nói anh không biết chứ từ lần trước khi anh chữa thương cho sự phụ tôi hiện tại sự phụ của tôi có thể bắt nổi nấu ăn lại rồi đây chính là giấc mơ của ông ấy chúng tôi rất biết ơn anh chỉ là sau đó chúng tôi đến gặp ông đỗ thương bắc thì ông ấy nói anh đã đến lâm hải rồi thế nên vẫn không có cách nào để giáp mặt cảm ơn lê văn vân yên lặng anh nhìn quần áo trên người Tân Hoa, nghi ngờ hỏi, hiện tại ông đang làm việc ở đây à? Tân Hoa gật đầu nói, ừm, tam hợp lâu này là do sự thúc của chúng tôi mở, cũng chính là sư đệ của sư phụ của tôi. Hiện tại sư phụ của tôi và tôi đều bị anh ấy kéo đến đây làm việc rồi. Trong lòng Lê Văn Vân khẽ động, buồn ngủ gặp gối đầu rồi. Anh không ngờ lại gặp được người quen ở đây. Nếu như từ đại sự biết minh sùng này, thông qua tầng quan hệ này, cơ hội bản thân mình gặp được Minh Sùng sẽ lớn hơn rất nhiều rồi. Tần Hoa nhìn Lê Văn Vân hỏi, anh tới đây để ăn cơm à? Anh muốn gọi món gì thì gọi đi, tôi đi bảo sự phụ đích thân làm cho anh, miễn phí. chương 542 mày không là gì cả. Thời điểm Lê Văn Vân chú ý tới bọn họ, bọn họ cũng nhìn thấy Lê Văn Vân. Sắc mặt của Lý Thiên vô tức khắc xa sầm, anh ta tối sầm mặt đi về phía Lê Văn Vân, nhìn Lê Văn Vân từ trên cao xuống, trong mắt tràn đầy tia sáng lạnh. Bị người ta nhìn như vậy quả thực có chút không thoải mái. Lê Văn Vân thản nhiên liếc anh ta một cái, nói có chuyện gì sao? "Lê Văn Vân, mày có gan thì đi ra theo tao." Lý Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. "Sao? Hôm qua Lý đạo nhiên bị tối tát vào mặt ở nhà anh, anh rất khó chịu à?" Lê Văn Vân hỏi, "Tôi đi ra ngoài thì có thể làm gì nào?" lại cho anh thêm hai bà tai nữa thì lý đạo nhiên cũng không phải là đối thủ của tôi anh quá yếu chỗ nào mát thì ra chỗ đó chơi đi lê văn vân lại lịch của mày chẳng mấy chốc đều sẽ bị tạo điều tra ra mày không vẻ vang được mấy ngày nữa đâu đến lúc đó tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết lý thiên vỗ cắn răng nói ồ đúng rồi còn có long nhã lâm tao nói cho mày biết long nhã lâm sớm hay muộn cũng sẽ gả vào nhà họ lý một con chó như mày không đủ tư cách đứng ở bên cạnh cô ấy hai lê văn vân thở dài một hơi nói tôi không đủ tư cách đứng ở bên cạnh cô ấy nhưng cô ấy luôn muốn đến gần tôi tôi cũng rất phiền mà ngày hôm qua mời tôi ăn cơm hôm nay lại muốn mời tôi ăn cơm tôi cũng từ chối nhiều lần lắm rồi còn nữa ông cụ long cũng vậy ngày hôm qua ở nhà anh còn làm việc giúp tôi nữa chứ lời nói của lê văn vân gần như làm cho mũi của lý thiên vô tức đến nỗi cong lên tại quầy người đàn ông mập mạp đang tính tiền tạ vân hỏi có phải lê văn vân kia ăn cơm ở chỗ các người không các người cần phải cẩn thận tên này là một kẻ bần cùng đừng để anh ta quyệt tiền người phụ nữ trung niên nhìn thoáng qua đám người tạ vân thần sắc bình tĩnh nói không phải cậu ấy tới tìm ông chủ của chúng tôi nói là tìm ông chủ chúng tôi có chuyện nghe nói như thế tạ vân cười nhạo một tiếng anh ta quay đầu nhìn lê văn vân và nói lê văn vân chỉ dựa vào mày mà cũng muốn tìm đến ông chủ của Tam Hợp Lâu à? Mày có biết ông chủ của Tam Hợp Lâu là ai không? Chính là người mà những ông lớn của Yên Kinh muốn gặp nhưng anh ấy cũng không nể tình. Người như mày thì có tư cách gì gặp mặt anh ấy? chương 543, Ngu Xuân Lê Văn Vân, lại đây, sự thúc tôi bằng lòng gặp anh rồi. Tần Hoa từ phòng bếp sau chạy tới, hưng phấn nói. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người lý thiên vũ nhìn tần hoa hỏi sư thúc của ông là ai sư thúc tôi là ông chủ của tam hợp lâu làm sao vậy tân hoa ngây người hỏi nhưng khi giọng nói ông ấy vừa dứt biểu cảm của đám người lý thiên vũ ngay lập tức rời ra minh sùng này thực sự muốn gặp lê văn vân đây là tình huống gì thế đúng vậy theo điều tra và phân tích của họ lê văn vân thực sự không có bối cảnh gì bối cảnh duy nhất cũng chỉ có một mình lôi bân mà thôi mà thông tin của Lôi Bân khá bí mật. Vì vậy, sau khi đoán và suy đoán, họ đã đưa ra kết luận vừa rồi. Lê Văn Vân không có bối cảnh gì, hiện tại bị lỗi bận lợi dụng xong rồi, mới ném đến Yên. Kinh, tập đoàn Chí Đạt và tập đoàn Hán Vũ của Lôi bạn có một số hợp tác. Cho nên hết thảy đều thông suốt. Cùng với việc người gác đêm biên soạn và đánh giá loại trừ, bọn họ thu được những chuyện này cũng không khó. Về võ công của Lê Văn Vân, theo tin tức lan truyền trong bữa tiệc của Long Ưng Đài, họ cũng điều tra ra được anh học được từ một người bạn cũ của Long Ưng Đài trong tù. Vương Gai Kỳ là do Lê Văn Vân quen ở Lâm Hải. Long Ưng Đài và Long Nhã Lâm là do Vương Gai Kỳ giới thiệu. Bởi vì Lê Văn Vân là người đứng đầu, Long Ưng Đài đánh giá Lê Văn Vân khá cao. Bên cạnh đó, Lê Văn Vân không có bối cảnh gì. Người gác đêm muốn phong tỏa tin tức của một người thì kỳ thật vẫn tương đối đơn giản. Nhà họ Lý ở Yên Kinh có tin tức rất rộng rãi, nhưng so với người gác đêm và ám võng thì tranh lệch vẫn quá lớn. Lúc này, ngay cả Minh Sùng mà Lý Đạo Nhiên cũng không thể gặp lại bằng lòng gặp Lê Văn Vân, điều này khiến họ hoàn toàn không thể hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Nếu người này là Long ưng đài hoặc Hoàng Tông Thực, bọn họ vẫn sẽ cảm thấy bình thường. Nhưng người này lại là Lê Văn Vân. Lý Thiên Vũ kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân, khóe miệng Lê Văn Vân lộ ra nụ cười khinh thường, đứng lên nói ngu xuẩn bọn người lý thiên vũ và tạ vân nghiến răng nhưng không ai dám nói gì đặc biệt là lý thiên vũ và tạ vân họ đã tận mắt chứng kiến lê văn vân tát lý đạo nhiên một cái nếu thật sự động thủ bọn họ rõ ràng bản thân không đánh lại lê văn vân lê văn vân không hề để ý tới đám người lý thiên vũ đang dại mặt ra anh đi theo tần hoa đi về phía phòng bếp sau ở nhà bếp phía sau trong tam hợp lâu ngoài đầu bếp ra thì không ai được phép tiến vào, lấy đồ ăn cũng là có cửa sổ chuyên dụng. Nhìn bóng lưng của Lê Văn Vân, Lý Thiên Vũ thở ra một hơi nói, không thích hợp, tôi luôn cảm thấy Lê Văn Vân này có gì đó không thích hợp. Làm sao Minh Sùng có thể gặp anh ta được? Chẳng lẽ Minh Sùng này có quan hệ gì đó với lôi bân sao? Đoán từ Lê Văn Vân thì không đoán ra, anh ta chỉ có thể nghĩ từ phía lôi bân. mươi 544 một bộ quần áo thể thao bình thường. Nếu cấp dưới bọn họ không đảm bảo được chút sạch sẽ này thì sẽ trực tiếp bị tống đi." Tân Hoa nói, "Sư phụ và sư thúc đều ở sân sau, anh đi với tôi." Chẳng mấy chốc, bọn họ đi qua phòng bếp đến nơi có một cánh cửa. Tân Hoa đẩy cửa ra, nói, "Anh vào đi, hai người bọn họ đang ở trong sân." "Ông không đi vào à?" Lê Văn Vân hỏi. "Sư thúc không để bất cứ ai vào sân sau cả, ngoại trừ sư phụ của tôi." Tân Hoa nói lê văn vân trầm mặc không nói gì tính cách của minh sùng này quả thật cổ quái vô cùng ước chừng cũng chỉ có lúc nấu ăn sẽ giao tiếp một chút với mấy đầu bếp thôi trong lòng anh có một nghi vấn người này cả ngày như vậy không thấy chán sao được vậy tôi đi trước lê văn vân nói tân hoa vội vàng gật đầu nói vậy tôi đi ăn cơm tiếp lê văn vân đẩy cửa ra xuyên qua nhà bếp phía sau có một cái sân sân này nằm sau tam hợp lâu có tường bao quanh nó trông giống như một phần của tam hợp lâu, chiếm diện tích khá lớn. Bên trong còn có một cái ao không quá nhỏ, bên bờ ao có một tòa tiểu viện bên dưới tòa nhà nhỏ trang trí rất nhiều thứ, có cả bàn và ghế đầu bằng đá. Hai người từ đại sử và Minh Sùng đang ngồi trên ghế đá, trên bàn bày mấy món ăn và một chai rượu. Hai người đang ngồi ở đằng đó, đồng thời ở bên cạnh có thêm một bộ bát đũa. Minh Sùng trông rất trẻ tuổi. Theo tìm hiểu của Lê Văn Vân thì tuổi thật của anh ta là khoảng 36, 37 tuổi, nhưng nhìn bằng mắt thường thì có lẽ chỉ khoảng 30 tuổi, có khuôn mặt chữ điền, để một tròm râu, tóc rất ngắn, đầu đội một cái mũ lưỡi chai. Thứ anh ta đang mặc không phải là trang phục đầu bếp, mà là một bộ quần áo thể thao bình thường. Lúc nhìn thấy Lê Văn Vân đi tới, từ đại sự vội vàng đứng dậy chào hỏi, Lê Văn Vân, cậu bắt chúng tôi đi tìm mất một thời gian đấy. Không ngờ lại tình cờ gặp được cậu ở đây tới đây tôi giới thiệu với cậu một chút vị này là sư đệ của tôi minh sùng cậu không kém nó bao nhiêu tuổi có thể gọi nó một tiếng anh minh sùng minh sùng ngẩng đầu nhìn về phía lê văn vân trên mặt anh ta không có biểu cảm gì chỉ nhẹ gật đầu coi như chào hỏi sư đệ của tôi như thế đấy nó không thích nói chuyện với người ta cậu đừng để ở trong lòng mau ngồi xuống ăn chút gì đi từ đại sư nói lê văn vân gật đầu thực ra anh vẫn chưa ăn chưa sau khi ngồi xuống, anh cầm đũa lên. Lúc này, Từ đại sự mới nói, Lê Văn Vân à, vừa rồi nghe Tân Hoa nói là cậu tới Tam Hợp lâu kỳ thật là để tìm sư đệ của tôi. Không biết cậu tìm sư đệ của tôi có chuyện gì, yên tâm đi, tôi làm chủ cho cậu trước rồi, chỉ cần không phải là vấn đề nguyên tắc thì sư đệ tôi đều đồng ý với cậu. Minh Sùng vẫn không nói chuyện, chỉ ngồi đó, ăn từng miếng nhỏ, cũng chẳng liếc mắt nhìn Lê Văn Vân cái nào. Chương 545, tôi cũng là người gác đêm. Lê Văn Vân, cậu đừng sốt ruột, kỳ thật trước đây tôi cũng đoán được rằng cậu chính là người gác đêm, lúc này Từ đại sư cũng nói. Lê Văn Vân sững sờ nhìn về phía Từ đại sư, hỏi ông: "Cũng biết người gác đêm?" Từ đại sư khẽ gật đầu nói: "Tôi biết, nhưng là sư đệ nói cho tôi biết. Tôi cũng không biết cụ thể cho lắm, tôi chỉ biết đại khái thế nào là người gác đêm mà thôi. Vẫn nên để sư đệ tôi giải thích cho cậu đi." Quỷ môn 13 châm đã thất truyền, người duy nhất biết được quỷ môn 13 châm và thành thục nó chỉ có Phạm Nhược Tuyết của người gác đêm, Minh Sùng bình tĩnh nói, mà địa điểm là Giang Thành, một người ở trình độ của Phạm Nhược Tuyết xuất hiện ở Giang Thành là rất hiếm, Giang Thành quá nhỏ rồi. Còn 3 năm trước, cậu biến mất ở Giang Thành, ồ, cùng người bạn số 2 và số 7, trừ bỏ số 7 đã chết, cậu cùng số 2 biến mất. Số 2 là nữ, cậu mới được Phạm Nhược Tuyết qua khám bệnh cộng thêm một số tin tức cùng sự kiện của cậu sau này không khó để suy đoán minh sùng bình tĩnh nói lúc này ánh mắt của lê văn vân hoàn toàn là suy tư anh nhìn minh sùng thản nhiên nói đúng vậy đối với người gác đêm mà nói thì không khó để suy đoán ra thông tin này nhưng mà phải là người rất tin tưởng người gác đêm thì mới có thể đủ phỏng đoán ngài minh sùng anh quá thần bí ở yên kinh nhiều năm như vậy mà cũng không hay giao tiếp với người khác kể cả Long Ưng Đài. Tôi rất tò mò, làm thế nào anh quen thuộc người gác đêm như thế? Bên cạnh, trên mặt Từ Đại Sự mang theo vẻ mờ mịt, nhưng ông ta có thể cảm nhận được trên người Lê Văn Vân đã có một tia địch ý rồi. Đúng vậy, vào giờ này khắc này, Lê Văn Vân đã giấy lên một hồi địch ý. Một người mà anh hoàn toàn không quen biết, Long Ưng Đài cũng hoàn toàn không biết, nhưng lại biết tất cả mọi chuyện nội tình của người gác đêm như lòng bàn tay. Đối với người gác đêm đây là mối đe dọa thực sự quá lớn sư huynh lúc này minh sùng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên anh ta nhìn về phía từ đại sư rồi nói anh rời đi trước đi em tán gẫu riêng với lê văn vân vài câu từ đại sư sững sờ một hồi sau đó gật đầu nói vậy thì các người tán gẫu đi đừng gây xung đột gì đó ừ còn nữa cũng đừng nói cho ai khác những gì vừa nghe được minh sùng lại nhắc nhở audio điện tử võ tấn bền Chương 546, đây là khu tội ác sao? Và bây giờ, anh cảm thấy hết thảy hành vi và sự hiểu biết của Minh Sùng về người gác đêm thật sự quá giống với số một này. Nhưng anh cũng có chút nghĩ không ra, Tam Hợp Lâu này đã mở cửa nhiều năm như vậy, có nghĩa là Minh Sùng cũng ở trong Tam Hợp Lâu quanh năm suốt tháng. Nếu anh ta là người gác đêm số 1, khẳng định sẽ có một ít nhiệm vụ phải chấp hành, không thể nào ở đây làm đầu bếp nhiều năm như vậy mới phải cho nên anh có chút chờ mong nhìn Minh Sùng, hy vọng Minh Sùng sẽ thừa nhận. Đối với số một thần bí, quả thật nội tâm anh cũng có rất nhiều tò mò. Trên mặt Minh Sùng khôi phục vẻ mặt vô cảm đó, anh ta không trả lời câu hỏi của Lê Văn Vân, mà là trực tiếp đổi chủ đề, vốn dựa theo cách nói của Trác Nhất Minh, hai mảnh xương rồng này tôi nên trực tiếp đưa cho cậu. Nhưng mà, tôi có một yêu cầu. Lê Văn Vân thấy anh ta không muốn nói nên thầm bĩu môi trong lòng, song cũng không quan tâm lắm, chờ sau này anh dự định đi hỏi trác nhất minh một chút anh nói đi yêu cầu gì lê văn vân hỏi giúp tôi giết một người minh sùng bình tĩnh nói anh coi tôi là sát thủ à ánh mắt lê văn vân khẽ động không minh sùng nói đây là một nhiệm vụ sau này cậu có thể đi hỏi trác nhất minh ông ta cũng sẽ đồng ý được rồi anh nói đi ai lê văn vân hỏi tổ tiên của nhà họ lý lý đông giã Minh Sùng bình tĩnh nói. Khóe miệng Lê Văn Vân khẽ run lên, Lý Đông Giã cũng chính là siêu cấp từng bước ra từ nhà họ Lý. Ông ta vẫn còn sống ư, Lê Văn Vân sửng sốt nói, nếu ông ta còn sống thì cũng đã hơn 110 tuổi rồi. Đúng vậy, vẫn còn sống, ông ta cũng là con át chủ bài lớn nhất của nhà họ Lý. Chỉ là những năm này ông ta không hoạt động bên ngoài mà thôi. Những gia tộc khác ở Yên Kinh không biết sống chết của ông ta, nhưng vẫn rất kiêng rẻ đối với nhà họ Lý. Minh Sùng nói, nếu ông ta chết thì xương rồng sẽ thuộc về cậu. Sau khi nói xong, giống như bởi vì nói quá nhiều, có chút mệt mỏi nên anh ta lại bắt đầu ngậm miệng không nói gì, cầm bát lên, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Lê Văn Vân nhìn anh chàng này, trong lòng thực sự tò mò. Anh ta thật là quá bí ẩn. chương 547, theo cái quỷ. Nghe được lời tiếp viên hàng không nói, Khương Vĩ chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Tiếp viên hàng không nở nụ cười ngọt ngào, nhìn nhìn mấy người rồi nói, bên tổng bộ tương đối coi trọng mấy người các anh. Lần này đi xuống, việc lớn việc nhỏ, các anh cũng thương lượng đi. Các anh phải ở lại đây nửa năm, nửa năm sau sẽ có người tới đón các anh đi ra. Mẹ nó, máy bay này còn không thể hạ cánh ở đây, vậy đón chúng tôi đi ra kiểu gì? Khương Vĩ mắng, bảo chúng tôi bơi trở về à? Tóm lại, đến thời điểm đó sẽ có người tới đón các anh là được rồi những thứ khác các anh không cần lo lắng sống sót cho tốt đi tiếp viên hàng không nói vậy thì bây giờ chuẩn bị nhảy dù ô đúng rồi nói xong cô ta chỉ vào hai anh em phòng cảnh thiên bên cạnh nói giao hai bọn họ cho các anh sắc mặt của hai anh em phòng cảnh thiên hơi thay đổi nhưng cũng không dám nói gì chuẩn bị nhảy dù đi tiếp viên hàng không lặp lại một lần nữa bên kia lê văn vân nhìn minh sùng khẽ nhíu mày một lúc sau mới thở ra một hơi, anh nói, được rồi, tôi hứa với anh. Trên mặt Minh Sùng lại lộ một nụ cười khá là khó coi. Sau đó anh ta lấy điện thoại di động ra và nói, vậy ad WeChat tôi đi. Chờ cậu giải quyết xong lý đông dã thì sau đó lại đến tìm. Tôi, Lê Văn Vân không từ chối, sau khi thêm WeChat, cả hai chìm vào im lặng một lúc. Minh Sùng này dường như thật sự không nói nhiều, chỉ ngồi đó một mình, ăn từng miếng nhỏ lê văn vân uống qua loa mấy hớp sau khi ăn xong một chén cơm bèn đứng dậy chào tạm biệt sau khi chào hỏi tần hoa và từ đại sự lê văn vân liền rời khỏi tam hợp lâu sau khi lên xe anh nhanh chóng tìm được số điện thoại của trác nhất minh chẳng mấy chốc một giọng nói gắt gỏng từ trong điện thoại truyền ra thằng nhóc thổi này bây giờ biết gọi điện thoại cho tôi rồi hả gặp phải rắc rối rồi đúng không trong lòng lê văn vân mắng trác nhất minh một câu nhưng ngoài miệng lại cười hơ hớ nói cái gì đó ông chủ của tam hợp lâu minh sùng này rốt cuộc là tình huống gì thế anh ta là người gác đêm số một à đầu dây bên kia nghe câu hỏi của lê văn vân chắc nhất minh lập tức trầm mặc một lúc sau mới nói cậu ta không phải là người gác đêm số một nhưng quả thực là người gác đêm về tin tức của cậu ta tôi không thể nào tiết lộ cho cậu quá nhiều sau nào cậu đi tìm cậu ta lấy xương rồng rồi à lê văn vân gật đầu nói ừ nhưng anh ta không trực tiếp đưa nó cho tôi mà bảo tôi đi chém Lý Đông Dã rồi mới bằng lòng đưa đồ cho tôi. Trác Nhất Minh ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, một lúc sau mới nói, nếu cậu ta đã nói như vậy, thế thì cậu hãy tìm cơ hội chém Lý Đông Dã đi. Nhưng chuyện này có hơi trái với người gác đêm. Lê Văn Vân vừa nói đến đây, Trác Nhất Minh đã cắt ngang lời của Lê Văn Vân và nói, Lý Đông Dã là người của Hồng Nguyệt. Chương 548, vậy chúng tôi đi trước lê văn vân còn muốn nói gì đó nữa nhưng ở đầu dây bên kia chắc nhất minh thẳng thừng cúp điện thoại má nó lê văn vân mắng một câu anh hơi cau mày nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại cho hoàng thi kỳ nhưng cuộc gọi không kết nối được chắc là hoàng thi kỳ đã lên máy bay đến khu tội ác rồi ngô nghiêu thì anh không lo lắng lắm thứ nhất là không phải quá quen thuộc thứ hai bản thân ngô nghiêu cũng đã đứng ở hàng đầu rồi có anh ta ở đó thì việc sinh tồn hẳn là không quá khó chỉ là ước chừng sẽ không quá tốt. hy vọng hoàng thị kỳ có thể tìm được bọn họ. lê văn vân cau mày. khu tội ác không thể giao tiếp với thế giới bên ngoài. anh thở ra một hơi, lái xe rời khỏi tam hợp lâu. tút tút tút. đúng lúc này điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên. lê văn vân cầm lên nhìn thì thấy là vương gia kỳ đang gọi, trong lòng khẽ động, sau đó nhanh chóng trả lời điện thoại, hỏi sao vậy? lê văn vân người nhà họ Lý bảo Trần Hy và dì đến nhà họ thương lượng. Vương Giai Kỳ nói bên trong điện thoại. Lê Văn Vân sờ sờ mũi, nói tới nhà bọn họ sao? Ừ, Vương Giai Kỳ nói, dì Trần Mỹ Huyên nói hy vọng anh có thể cùng bà ấy qua đó. Lê Văn Vân gật đầu nói, được, vậy tôi lái xe qua đón bà ấy. Vương Giai Kỳ nhanh chóng gửi cho Lê Văn Vân địa chỉ. Lê Văn Vân khởi động xe, một tiếng sau, anh dừng xe trước nhà Vương Giai Kỳ hai người vương giai kỳ và trần hy đưa trần mỹ huyên ra ngoài trần hy nói mẹ con đi chung với hai người đi bố con nhìn thấy con ở đó thì hẳn là sẽ mềm lòng trần mỹ huyên chế nhạo trần hy mẹ không muốn ảnh hưởng đến mối quan hệ của bố con và con bố con cũng không làm chủ được con nên qua lại với ông ấy thế nào thì cứ qua lại thể ấy về phần thương lượng mẹ và lê văn vân đi là được không sao đâu tôi sẽ bảo vệ mẹ cô an toàn Lê Văn Vân nói với Trần Hy. Vương Giai Kỳ lúc này mới nói, phải rồi, Lê Văn Vân, sau khi thương lượng xong, các người cứ trực tiếp đến nhà tôi đi. Bố mẹ tôi muốn đích thân cảm ơn anh một chút, ông nội tôi cũng muốn gặp mặt anh. Thần sắc của Lê Văn Vân hơi biến đổi. Dù là anh hay người gác đêm, lần này xem như đã giúp đỡ nhà họ Vương một đại ân. Được thôi, Lê Văn Vân gật đầu nói, vậy chúng tôi đi trước. Anh khởi động xe, trên ghế phụ, Trần Mỹ Huyên nhìn Lê Văn Vân nói, Lê Văn Vân, lần này làm phiền cậu rồi. Lê Văn Vân mỉm cười nói, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không cần quá để ý. Bà nằm bao nhiêu cổ phần trong tập đoàn Hoàn Vũ? Bên phía tập đoàn Hoàn Vũ, tôi sở hữu 51%, Lý Hàng năm 20%, Trần Hy sở hữu 29%. Trần Mỹ Huyên nói, lúc trước khi Lý Hàng ly hôn với tôi, thật ra là muốn giao toàn bộ cổ phần công ty cho chúng tôi. Lúc ấy tôi không muốn chiếm lợi của ông ấy nên cũng không lấy. Sau đó tự ông ấy chuyển 29% cổ phần sang danh nghĩa Trần Hy. chương 549 Lê Văn Vân chỉ là bạn của tôi. Lê Văn Vân cũng không quan tâm cho lắm. Anh còn ước gì người của nhà họ Lý chủ động gây rắc rối cho anh. Đến lúc đó tốt nhất là để tên Lý Đông Giá kia chạy đến đánh một trận với anh. Tuy nhiên, trong lòng Lê Văn Vân không quá rõ về thực lực của Lý Đông Giã này. Ông ta là siêu cấp, hơn nữa đã có siêu cấp mấy năm rồi. Rất nhiều người đều nghĩ ông ta đã chết nên ông ta cũng không xuất hiện trong thiên bảng, thực lực của ông ta mạnh đến nhường nào thì cũng khó nói rõ được. Vẫn là tòa nhà trước đó, sau khi Lê Văn Vân được đưa tới cửa, ở cửa, Lê Văn Vân nhìn thấy có hai hàng người, có chừng 10 người. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì 10 người này đều là cao thủ hàng đầu cả nước. Ông Cụ Lý đang đợi các vị ở bên trong, người đưa Lê Văn Vân tới lại cúi đầu nói lúc này trần mỹ huyên dường như vẫn còn một chút lo lắng rõ ràng chuyện xảy ra ngày hôm qua để lại cho bà ấy chút sợ hãi mặc dù bà ấy rất cứng rắn nhưng bà ấy biết rõ thủ đoạn bẩn thỉu sau lưng của nhà họ lý lúc này đây cuộc chiến với nhà họ lý không hề nhỏ mà bà ấy chỉ đến cùng lê văn vân bà ấy vô thức kéo góc áo của lê văn vân lê văn vân kinh ngạc nhìn về phía bà ấy lúc này trần mỹ huyên mới cảm thấy có gì đó không ổn sau đó lại nhanh chóng buông tay ra sắc mặt hơi đỏ bừng. Trần Mỹ Huyên tuy nhìn còn trẻ nhưng thực ra tuổi cũng không quá trẻ, ấy thế mà lại lộ ra dáng vẻ của cô gái nhỏ như thế này thật khiến Lê Văn Vân không nghĩ tới. Đi thôi, Lê Văn Vân nói, yên tâm đi, có tôi ở đây, bọn họ không dám nói cái gì đâu. Trần Mỹ Huyên thở ra một hơi, sau đó hai người bước lên bậc thang, Lê Văn Vân đẩy cửa ra. Trong phòng có một cái bàn, ở một bên bàn, Lý Đạo Nhiên, Lý Phong, Lý Hàng, Lý Lợi đang ngồi ở chỗ đó Nhìn thấy Lê Văn Vân bước vào Lý Hàng cười khẩy một tiếng nói Trần Mỹ Huyên, bây giờ giỏi nhỉ Châu già gặm cỏ non luôn rồi hả Sắc mặt Trần Mỹ Huyên đỏ hồng Lý Hàng, ông đừng nói nhảm Lê Văn Vân chỉ là bạn của tôi Ồ, Lý Hàng cười khẽ nói Bạn mà lại vì bà mà đắc tội với nhà chúng tôi sao Cũng đúng, người phụ nữ như bà thì cả đời này cũng chỉ có thể dựa vào đàn ông Trước kia dựa vào tôi bây giờ dựa vào thẳng rác rưởi Lê Văn Vân. Vẻ mặt Trần Mỹ Huyên hơi thay đổi, Lê Văn Vân vỗ vai bà ấy, ra hiệu cho bà ấy bình tĩnh lại. Anh biết suy nghĩ của Lý Hàng. Nếu là đàm phán thì ngay từ đầu phải đánh tâm lý của Trần Mỹ Huyên một chút. Đến lúc đó khi bắt đầu đàm phán, Trần Mỹ Huyên có thể không chủ động được như vậy nữa. chương 550 tôi cũng lười quản cái công ty này. Minh sùng thần bí của tam hợp lâu kia, bọn họ xem như đã từng trực tiếp chào hỏi với Minh Sùng, hơn nữa cũng từng chịu thiệt thòi, thế nên luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cho nên bọn họ cũng có chút xíu kiêng kỵ. Lý Đạo Nhiên thở ra một hơi, nhìn về phía Trần Mỹ Huyên rồi nói, hôm nay chúng ta cùng ngồi nói chuyện hòa bình nhé. Tôi muốn nói rõ, tôi nhất định phải lấy lại tập đoàn Hoàn Vũ. Mấu chốt nhất chỉ là tiền bồi thường dành cho bà mà thôi. Trên mặt Trần Mỹ Huyên xuất hiện một tia mỉa mai, muốn lấy đi, không thành vấn đề. Tôi cũng lười quản cái công ty này. Như vậy đi, một ngàn vạn tệ quả thực có hơi quá. Lý Đạo Nhiên cho biết, ngày hôm qua chúng tôi đã bàn bạc và quyết định đưa cho bà một tỷ. Số tiền này đủ để bà và Trần Hy sống cuộc sống cả đời áo cơm không lo. Chúng tôi cũng sẽ giữ tên của Trần Hy trong gia phả, sẽ không xóa tên của con bé khỏi gia phải. Trần Mỹ Huyên chế nhạo, một tỷ. Trần Hy và tôi tổng cộng chiếm 79% cổ phần của tập đoàn Hoàn Vũ, chưa kể đến việc hiện đang sở hữu một mạch khoảng giá trị khó có thể đánh giá được. Cho dù không có mạch khoảng này, định giá của tập đoàn Hoàn Vũ cũng là 5, 6 tỷ. Dựa vào đầu chứ? Lý Hàng nhìn Trần Mỹ Huyên nói, Trần Mỹ Huyên, bà đừng đi quá xa. Tôi sẽ đặc biệt cho bà một số tiền đền bù. Bà biết rất rõ rằng phần lớn vốn ban đầu của tập đoàn Hoàn Vũ đều do tôi lấy ra. Chiến lược giai đoạn đầu cũng do tôi tùy chỉnh. Tôi không tham gia sao? Trần Mỹ Huyên thở ơ nói, không phải chúng ta đã cùng nhau thành lập công ty sao? Hiện tại ông đừng nói đến những chuyện đó. Ông muốn lấy lại toàn bộ cổ phần của công ty, tôi không quan tâm. Một cái giá thôi, năm chục tỷ. Bà cũng biết dùng công phu sư tử ngoạm quá chứ. Trên khuôn mặt mập mạp của Lý Lợi. Miếng thịt béo rung rung một chút, 50 tỷ, bà vội lấy dùng mua mộ cho mẹ con các người à. Lê Văn Vân nhướng mày nói, vậy là ông đang uy hiếp sao? Thế thì thôi bỏ đi, không đàm phán nữa không phải lý hàng này chiếm 20% cổ phần của công ty sao? Vậy các người tự mình khai phá mạch khoảng kia là được, đến lúc đó chia hoa hồng cho ông ta. Lý Phong hơi nheo mắt lại, nhìn về phía Trần Mỹ Huyên và nói, Trần Mỹ Huyên, tôi sẵn lòng ngồi xuống bàn bạc với bà hôm nay là nể tình quá khứ, nể tình bà từng là em dâu của chúng tôi, cho nên mới sẵn sàng ngồi xuống đàm phán với bà. Bà cần phải hiểu rõ chứ. Thật sao, Lê Văn Vân chế nhạo nói, chẳng lẽ không phải vì ngày hôm qua ông giả lý đạo nhiên này bị tôi tát cho một cái, các người phát hiện ra dùng biện pháp cứng rắn không được, cho nên mới đến đây đàm phán à. Lý đạo nhiên xúc động muốn chửi thề, mẹ nó, Lê Văn Vân mới nói có mấy câu mà đã nhắc đến chuyện tát ông ta một cái rồi. Ông ta nhìn chằm chằm Lê Văn Vân, sau đó nhìn về phía Trần Mỹ Huyên nói, Trần Mỹ Huyên, bây giờ ít nhất bà có một tỷ có thể lấy được nếu bà thật sự muốn chết thì có thể chẳng lấy được một xu nào. Bà rất rõ ràng, tập đoàn Hoàn Vũ không có nhà họ lý chúng tôi thì hoàn toàn không hoạt động được. Cho nên hy vọng bà thức thời một chút, Lê Văn Vân có thể lo cho bà được nhất thời, nhưng không lo được cho bà cả đời đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 551, tại sao bọn họ lại đóng cửa? Cùng với âm thanh vang lên, trên tầng 2, một ông già mặc áo dài màu vàng, tay chống gậy đi xuống cầu thang. Lê Văn Vân nheo mắt nhìn sang. Ông già này không còn phân biệt được tuổi tác, tóc đã bạc hẳn, tóc cũng rất ít, Lê Văn Vân thấy chỉ còn vài sợi. Cái nặng trong tay ông ta, Lê Văn Vân vừa nhìn đã biết đó hẳn là vũ khí, trông không phải đao thì chính là kiếm. Nhưng nhìn kiểu dáng thì khả năng là kiếm cao hơn một chút. Lê Văn Vân ngay lập tức xác nhận trong lòng rằng ông già này hiển nhiên chính là Lý Đông Dã rồi. Bên cạnh Trần Mỹ Huyên sững sờ một lúc, bà ấy nhìn Lý Đông Giã với vẻ mặt mờ mịt. Đúng vậy, Lý Đông Dã đã không ra ngoài hoạt động biết bao nhiêu năm rồi, cho nên ông ta không có tên trong thiên bảng, và hầu hết mọi người thậm chí còn nghĩ rằng ông ta đã chết. Trần Mỹ Huyên gả vào nhà họ Lý hơn 20 năm trước, bà ấy cũng ở lại nhà họ Lý rất nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ bà ấy cũng chưa từng gặp mặt Lý Đông Giã. Trong sân của nhà họ Lý có một tòa nhà nhỏ, người của nhà họ Lý không được phép vào. Lý Đông Giã chậm rãi bước xuống, có thể là dự uy năm đó, hoặc cũng có thể luôn ở trên địa vị cao, nên toàn thân ông ta có một cỗ khí tràng, chỉ cần bước từng bước từng bước một đã khiến trên người Trần Mỹ Huyên có cảm giác bị đè ép. Bà ấy vô thức đến gần Lê Văn Vân, kéo góc áo của Lê Văn Vân. Ở bên cạnh, Lý Hàng nhìn thấy bộ dạng vô cùng thân thiết của Trần Mỹ Huyên và Lê Văn Vân thì sắc mặt không được dễ nhìn cho lắm. CD 1 Lý Đông Giã đi tới trước bàn, cầm phần tài liệu của Lê Văn Vân lên, sau đó kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Ông ta đặt gậy lên bàn, cười như không cười nhìn Lê Văn Vân mà nói, chưa đến 30 tuổi đã đỉnh cấp, và lại tôi còn nhìn thấy một chút khí thế bạo phát. Trong đỉnh cấp coi như là xếp hạng hàng đầu rồi, quả thật có thể được coi là thiên phú có một không hai. Vẻ mặt của Lê Văn Vân không thay đổi, anh không chút nào kiêng kỵ mà nhìn Lý Đông Giã từ trên xuống dưới. Lý Đông Giã cũng không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng nói nghe long ưng đài nói sư phụ của cậu là thằng nhóc ở trong tù kia nhỉ chẳng lẽ nó không dạy cậu nhìn thấy tiền bối thì không được nhìn thẳng như vậy cần tôn kính một chút sao lê văn vân mặc kệ ông ta nhưng trên cổ tay của lý đông giã anh nhìn thấy một hình xăm hoa sen hiển nhiên chắc nhất minh không nói sai lý đông giã này quả nhiên từng là người của hồng nguyệt nếu nói ông ta là người của hồng nguyệt thì giữa nhà họ lý và hồng nguyệt chỉ sợ có không ít liên hệ còn nhìn à lý đông giã nhìn thấy ánh mắt của lê văn vân vẫn quét qua quét lại trên người mình thì bất chợt nheo mắt lại sao ông không thể gặp được người khác hả lê văn vân bình tĩnh hỏi miệng còn hôi sữa lý đông giã lật xem tư liệu của lê văn vân đọc một hồi liền nói thằng nhóc sư phụ của cậu đó trước mặt tôi cũng phải gọi tôi một tiếng chú lý xét về bối phận lý đông giã còn hơn đám người long ưng đài một đến hai thế hệ con mẹ nó đây là một lão quái vật sống gần 120 năm rồi. Lê Văn Vân cười khẽ nói, ông xứng để tôi tôn kính sao? Nhà họ lý các người bây giờ mất hết thể diện rồi, ông lại ở đây nói chuyện tôn kính với tôi ư? Lý Đông giã ngẩng đầu, sau đó thản nhiên nói, đóng cửa lại. Cộc cộc cộc, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó hơn 10 người đứng bên ngoài bước vào trong phòng. Kết một tiếng, cửa tòa nhà này trực tiếp đóng lại. Chương 552, cậu lại có thể là siêu cấp. Nói xong, anh ta liếc mắt nhìn Tạ Vân một cái, nói Tạ Vân, tuy rằng cậu là người của nhà họ Tạ, nhưng từ khi quen biết tôi, tôi vẫn luôn coi cậu như em trai, cho nên hôm nay tôi mới cho cậu tới chứng kiến. Nhưng chuyện về ông tổ của chúng tôi, tốt nhất cậu nên để nó thối giữa ở trong bụng đi. Nếu cậu dám tiết lộ ra ngoài một chữ, tôi không bảo đảm cho cậu được đâu. Vẻ mặt Tạ Vân khẽ run lên, sau đó vội vàng gật đầu nói, đừng lo lắng, tôi chắc chắn sẽ không nói ra ngoài dù chỉ một chữ. Bấy giờ Lý Thiên Vũ mới gật đầu hài lòng nói, chuẩn bị cho tốt đi, nghe tiếng kêu thảm thiết của Lê Văn Vân, chờ thằng đó bị đánh đến nửa chết nửa sống rồi, chúng ta sẽ đi qua từ từ làm nhục tụi nó. Tôi đã nói với ông tổ tôi rồi, chờ chừng trị Lê Văn Vân rồi sẽ giao cho chúng ta. Thứ tạp nham này mà cũng có tư cách đứng chung một chỗ với Long Nhã Lâm Ư. Tạ Vân gật đầu nói, đúng vậy, còn cả giai kỳ nữa. Bên trong phòng, cửa phòng vừa đóng lại, ánh mắt của Lê Văn Vân liền hơi nhướng lên, nhìn về phía Lý Đông Giã rồi nói, trong tình huống này, thương lượng không thành, định ép buộc rồi sao? Cậu có thể lý giải như vậy? Lý Đông Giã nhẹ giọng nói, đương nhiên, tôi đã cho bà ta một tỷ, hiện tại bà ta cũng không cần. Vậy thì không có một tỷ nữa, chỉ có một ngàn vạn thôi. Nói xong, ông ta nhìn Lê Văn Vân nói, còn cậu, cậu tát con trai tôi một cái, con trai tôi bị đánh, thân làm cho tất nhiên cần phải ra mặt trả lại công bằng cho nó mới được. Mặt của nhà họ Lý tôi không dễ đánh như vậy đâu. Vậy thì ông dự định làm như thế nào chứ? Lê Văn Vân bình tĩnh hỏi. Anh nhìn về phía đám người Lý Đạo Nhiên ở phía đối diện. Bốn người Lý Đạo Nhiên, Lý Phong đều mang vẻ mặt mong đợi, như thể đang mong chờ sự sỉ nhục tiếp theo dành cho Lê Văn Vân. Rất đơn giản, Lý Đông đã nói, cậu đã tát mặt Đạo Nhiên, vậy thì thành thật chút quỳ xuống xin tha trước mặt đạo nhiên sau đó đưa mặt qua để đạo nhiên đánh mấy bà tai nó vừa lòng chịu tha thứ là được rồi lê văn vân bật cười trên mặt mang theo nụ cười tươi anh nhìn vẻ mặt đắc ý của lý đạo nhiên sau đó cười tủm tỉm nói nếu tôi không đồng ý thì sao lý đông giã siết chặt chiếc nạng trong tay nhìn lê văn vân nói nếu bây giờ cậu xin lỗi thì có lẽ còn có thể giữ lại một cái mạng nếu cậu không xin lỗi thì có thể mất cả mạng thiên tài như vậy, được đỉnh cấp ở độ tuổi như thế, mất mạng thì rất tiếc. Ồ, đúng rồi, lòng ưng đài không cứu được cậu đâu. Cậu nhóc, đỉnh cấp không phải là bất khả chiến bại trên thế giới này. Lý Đông Giã nhẹ giọng nói. Nói xong, từ trong cơ thể ông ta bạo phát một cỗ khí thế, một cỗ áp lực vô hình nổi lên từ trên người ông ta. Ánh mắt ông ta chậm rãi nâng lên, nhìn về phía Lê Văn Vân, trong mắt hiện lên vẻ diễu cợt. Quả nhiên, siêu cấp, biểu cảm của lê văn vân chìm xuống hơn nữa khí thế mà ông ta triển lộ ra hoàn toàn không kém hơn giản hưng lê văn vân cười nói siêu cấp sao coi như cậu có chút kiến thức cho nên quỳ xuống đi ánh mắt lý đông giã trầm xuống lê văn vân thở ra một hơi đứng lên bên cạnh lý phong diễu cợt chật 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 không phải cậu rất cuồng vọng sao tôi còn tưởng xương cậu cứng lắm chứ bây giờ biết phải quỳ xuống xin lỗi rồi à tôi nói cho cậu biết đã quá muộn rồi. chương 553, ai nói cho cậu biết? Lý Đông giã hít mắt, nhìn Lê Văn Vân từ trên xuống dưới, khí thế trên người từ từ thu lại, sau đó mang theo vẻ mặt u ám ngồi xuống. Lê Văn Vân cũng thu hồi khí thế trên người, ngồi xuống bên cạnh Trần Mỹ Huyên. Trần Mỹ Huyên có chút mờ mịt, bà ấy không biết chuyện theo như lời bọn họ rốt cuộc là gì, nhưng bà ấy có thể nhìn ra được thứ này rất lợi hại, khiến toàn bộ một đám người nhà họ Lý đều bị kích động lần đầu tiên nhìn thấy lê văn vân là vì bà ấy bị hãm hại bán tranh giả ở giang thành thời điểm đó lê văn vân bị chủ một cửa hàng đồ cổ coi thường nói anh chỉ là một nhân viên khuân vác mà hiện tại lê văn vân lại dựa vào thực lực của chính mình để khiến một trong những gia tộc lớn nhất ở yên kinh nhà họ lý vô cùng kiêng kỵ thân phận lúc này đã thay đổi khiến cho bà ấy cũng không nhịn được mà có chút thổn thức thằng nhóc cậu là ai lý đông giã nhìn lê văn vân hỏi với ánh mắt rực lửa, chỉ dựa vào mấy năm trong tù, cậu không thể nào đạt tới siêu cấp với tốc độ nhanh như vậy. Không cần phải quan tâm chuyện của tôi là ai. Hôm nay các người mới chúng tôi đến thương lượng tại sân nhà của các người. Tôi đến đây rồi, đừng dở trò uy hiếp tôi. Nếu muốn đàm phán thì đàm phán cho đàng hoàng. Bây giờ Trần Mỹ Huyên đã nói điều kiện của mình, 50 tỷ nhân dân tệ. Nếu có thể đàm phán thì đàm phán, nếu không thể đàm phán thì dẹp đi bọn họ sẽ tự điều hành công ty, sau đó các người lấy phần chia. Lê Văn Vân thản nhiên nói, 50 tỷ, không thể nào. Lý Phong nghiến răng nghiến lợi nói, mặc dù giá trị của mạch khoảng kia rất cao, nhưng hoàn toàn không có cách nào tính ra giá trị thực, khó có thể nói nó có đáng giá 50 tỷ hay không. Các người đừng có dở công phu sư tử ngoạm. Lê Văn Vân nhún vai nói, có nghĩa là không thể đàm phán được rồi. Vậy thì chúng ta không cần phải đàm phán nữa. Nói xong, anh nhìn về phía Trần Mỹ Huyên rồi nói, được rồi, vậy chúng ta tự phát triển đi, sau đó Lý Hàng chiếm 20% cổ phần. Cổ tức nên chia cho ông ta như thế nào thì cứ chia như thế ấy. Trần Mỹ Huyên gật đầu nói, được thôi. Cậu, Lý Đạo Nhiên nghiến răng nói, Lê Văn Vân, các người đi quá xa rồi. Tập đoàn Hoàn Vũ là do nhà họ Lý gây dựng. Lê Văn Vân không thèm trực tiếp tranh luận với ông ta. Anh nhìn mấy người rồi nói, chuyện này cứ như vậy đi hiện tại tôi lại có chuyện khác muốn thương lượng với các người một chút tất cả mọi người nhìn về phía lê văn vân bọn họ không biết rốt cuộc lê văn vân muốn làm gì lê văn vân sờ sờ cái mũi của mình sau đó cười nói nghe nói trong tay nhà họ lý các người có ba mảnh xương rồng vẻ mặt của lý đông dã thoáng động giọng nói già nua vang lên ai nói cho cậu biết chuyện này cũng không quá quan trọng lê văn vân nói nếu có thể giao ba mảnh xương rồng này ra đổi lại tôi có thể cung cấp một số thứ. Lý Đông giã nhìn Lê Văn Vân với nụ cười như có như không, xương rồng. Vậy là xương cốt mà cậu hấp thu là xương rồng. Lê Văn Vân cũng không phủ nhận mà gật đầu. Thân sắc của Lý Đông Giã bỗng chốc trở nên âm u bất định, một lúc lâu sau mới nói, cậu cảm thấy, có thể ư. chương 554, không phải có chỗ nào xảy ra vấn đề chứ. Lê Văn Vân và Trần Mỹ Huyên để ý đến Lý Thiên Vũ và Tạ Vân lúc đi qua bên cạnh hai người họ anh mỉm cười với lý thiên vũ lý thiên vũ tức đến sắp nổ phổi nhìn thấy lê văn vân và trần mỹ huyên đi xa rồi anh ta mới nghiến răng chạy tới tòa nhà nhỏ hỏi thẳng ông tổ ông chuyện quái gì xảy ra vậy sao lê văn vân rời đi bình yên đến vậy hả nó là siêu cấp lúc này lý đạo nhiên mới nhẹ giọng nói nghe nói như thế cầm lý thiên vũ căng ra cầm suýt nữa rơi xuống đất thằng đó là siêu cấp ư bố nói thằng đó là siêu cấp ư, cái này, sao có thể như thế được, nó mới bao nhiêu tuổi chứ? Lý Thiên Vũ hỏi, không phải có chỗ nào xảy ra vấn đề chứ? Eo eo, Lý Đạo Nhiên khẽ liếc anh ta một cái, sau đó nhìn về phía Lý Đông Giã hỏi, bố, chẳng lẽ để cậu ta rời đi yên ổn như vậy ư? Trong mắt Lý Đông Giã hiện lên vẻ hưng phấn nói, để cậu ta an toàn rời đi cũng không có vấn đề gì, nhưng mà... Người này nhất định phải rơi vào tay chúng ta. Bố không quan tâm cậu ta là ai, nhất định phải nằm trong tay chúng ta mới được. Cậu ta, có thể hấp thu xương rồng. Hả, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Đông Giã với vẻ trần chờ. Không tới siêu cấp, bọn họ không lý giải được đây là tình huống gì. Lý Đông Giã nói như đang lầm bầm lầu bầu với chính mình, xương rồng, đây chính là xương rồng. Ta đã mong mỏi bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng đợi được một người như vậy. Bắt lấy, đổi máu với cậu ta, Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Lý Đạo Nhiên và nói, đi, mời chú Vân của con đến Yên Kinh làm khách. Lý Đạo Nhiên sáng mắt, các người, định cùng nhau động thủ với Lê Văn Vân à. Lý Đông Giã gật đầu. Lý Phong diếu cợt nói, hai người các người cùng nhau động thủ, dù Lê Văn Vân có lợi hại đến đâu cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của các người. Đến lúc đó Trần Mỹ Huyên mất đi Lê Văn Vân làm chỗ dựa, bà ta phải thành thành thật thật mà giao ra công ty hoàn vũ này cho tôi. Lê Văn Vân và Trần Mỹ Huyên bước ra khỏi đại viện nhà họ Lý. Bọn họ lại lái xe về phía nhà họ Vương, trên xe, Lê Văn Vân cười với bà ấy và nói, "Về sau người của nhà họ Lý muốn tìm bà đàm phán thì không cần nói chuyện với bọn họ nữa, cứ trực tiếp tiến hành khai phá mạch khoáng đi." Trần Mỹ Huyên cau mày nói, "Nhưng bây giờ nói là nói như vậy, sau khi tôi trở về Lâm Hải, cậu sẽ không ở cùng chúng tôi nữa." Ngộ nhớ đến lúc đó nhà họ Lý làm gì tôi, tôi thật sự không Lê Văn Vân cười với bà ấy, nói yên tâm đi, bọn họ sẽ không động thủ làm gì các người đâu. Trong lòng anh nói thêm, nhà họ Lý, sắp suy tàn rồi. Lý do khiến nhà họ Lý có được vị thế vững chắc ở Yên Kinh như hiện nay, chủ yếu là hầu hết mọi người đều không rõ liệu Lý Đông Giã đã chết hay chưa, cộng thêm nhà họ Lý có được khối tài sản khủng khiếp. Tuy nhiên, tường để người đấy. chương 555, từng đấu tranh chưa? Rõ ràng là Vương Giai Kỳ không thích tôn hạo, nhưng chuyện như thế này là chuyện của người hai nhà. Về phía nhà họ Vương, cũng hy vọng Vương Giai Kỳ có thể có một mái ấm tốt. Vì vậy, nhà họ Tôn, dù xét về địa vị hay năng lực bản thân của Tôn Hạo, quả thực đều xứng với Vương Giai Kỳ. Điều quan trọng nhất là trong tương lai, Tôn Hạo gần như chắc chắn trở thành người thừa kế của nhà họ Tôn. Gia nghiệp của nhà họ Tôn cuối cùng sẽ rơi vào tay của Tôn Hạo. Bởi vì Tôn Lương không thích tranh giành những thứ này anh ta chỉ thích làm một tên ăn chơi chắc táng cũng không có khả năng đó sau này khi vương giai kỳ gả qua đó địa vị của cô ấy trong nhà họ tôn tất nhiên là vô cùng cao hai gia đình cũng có thể coi là môn đăng hộ đối mặc dù vương giai kỳ không thích anh ta nhưng có đôi khi việc kết hôn của những đứa trẻ nhà quyền quý thường không phải là điều mà bản thân có thể quyết định cô ấy tức giận đến mức nhảy dựng lên nhưng bên trong ánh mắt nhiều hơn là một loại cảm giác bất đắc dĩ hai trần mỹ huyên thở dài một hơi bà ấy từng vào sâu trong nhà phú hào nên biết rõ sự bất đắc dĩ bên trong nhà đó nhưng bà ấy không thể nói gì khác kể cả lê văn vân cũng chẳng thể nói được gì dù sao đây cũng là chuyện của gia đình họ anh và vương giai kỳ chỉ xem như là bạn bè nếu vương giai kỳ là bạn gái của anh thì đó lại là chuyện khác cô không muốn gả à anh hỏi không gả tôi không thích tôn hạo con người anh ta mạnh mẽ lại cứng nhắc nữa vương giai kỳ đạp cửa cô đã từng nói với người trong nhà chưa lê văn vân hỏi nói rồi nhưng bố mẹ tôi không chịu vương giai kỳ bất đắc dĩ nói bọn họ chết sống muốn tôi gả cho tôn hạo tôi cũng không còn cách nào khác tôi sắp phiền chết đi rồi từng đấu tranh chưa lê văn vân lại hỏi vương giai kỳ bỗng chốc sướng sờ đấu tranh đấu tranh như thế nào trên thực tế mặc dù trong lòng cô ấy không muốn gả nhưng trong tiềm thức cô ấy đã chọn cách chấp nhận số phận của mình. Cô ấy cũng quen biết rất nhiều phụ nữ xuất thân từ nhà hào phú đã gả cho một người đàn ông mà họ không thích. Cô ấy gả vào nhà họ Tôn, đối với nhà họ Lý mà nói, về phương diện làm ăn sẽ hình thành mối quan hệ hợp tác bền chặt với nhà họ Tôn. Đây là điều tốt cho sự phát triển của gia tộc, là một chuyện tốt. Cho nên đối với cô ấy mà nói, cô ấy cũng không nghĩ tới chuyện đấu tranh, nhiều nhất chỉ nói ở ngoài miệng một chút mà thôi. Lúc này Lê Văn Vân đột nhiên nhắc tới chuyện này khiến cô ấy có hơi lấy làm lạ, dường như nhất thời rơi vào trạng thái dối bời. Thôi bỏ đi, đi vào trước đi, dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không gả. Vương Giai Kỳ bĩu môi nói, bữa cơm đã chuẩn bị xong, nhưng tôi còn phải ăn cơm với đám người tôn hạo. Ông nội của tôi cũng đến đây rồi. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 556, lười nói chuyện với bọn họ nhìn thấy vương giai kỳ đưa lê văn vân và trần mỹ huyên bước vào vẻ mặt lâm bình thay đổi nhanh chóng đứng dậy nói lê văn vân đến rồi à mau ngồi mau ngồi đi vẻ mặt tôn hạo hơi thay đổi hiển nhiên anh ta không ngờ lê văn vân lại xuất hiện ở chỗ này sau khi anh ta đưa đồ cho vương húc xong liền kéo ghế bên cạnh ra ngồi xuống lê văn vân và trần mỹ huyên cũng ngồi xuống vương húc nhìn trần mỹ huyên hỏi chủ tịch trần đàm phán với nhà họ lý thế nào rồi không đàm phán thành công, chúng tôi dự định tự phát triển nó rồi. Trần Mỹ Huyên nói, lười nói chuyện với bọn họ. Vương Húc sừng sốt một chút, liếc mắt nhìn thoáng qua Lê Văn Vân bên cạnh. Sau khi biết thân phận của Lê Văn Vân thì không nói gì nữa. Đúng vậy, nhà họ Lý rất hùng mạnh, nhưng có người gác đêm số không làm chỗ dựa, Trần Mỹ Huyên quả thật không cần sợ hãi gì. Ông ta mỉm cười, nhìn về phía Lê Văn Vân nói, Lê Văn Vân, chuyện trước đó của Giai Kỳ phải cảm ơn cậu rồi đến đây để tôi giới thiệu với cậu một chút nói xong ông ta duỗi tay ra nói đây là ông nội của giai kỳ vương quốc thịnh trên thực tế kể từ khi lê văn vân tiến vào vương quốc thịnh đã luôn đánh giá lê văn vân trong ánh mắt của ông ta mang theo ba phần kinh ngạc ba phần tán thành và bốn phần hưng phấn xem ra nếu không có nhiều người như vậy ông ta đã muốn đứng lên luận bàn một chút với lê văn vân rồi xin chào ông ta ôm quyền với lê văn vân Giọng nói vang như chuông. "Xin chào." Lê Văn Vân mỉm cười nói. "Vương Quốc Thịnh thì anh biết, đó là một người si mê võ nghệ. Khi còn trẻ, thiên phú cũng vô cùng không tệ, nhưng khi nhà họ Vương đến thế hệ của Vương Quốc Thịnh, có vài người cũng không quá ganh đua tiến tới. Cuối cùng Vương Quốc Thịnh không còn cách nào khác, bắt đầu kinh doanh sản nghiệp, chuyện luyện võ cũng bị sao nhãng. Đợi sau khi Vương Húc được bồi dưỡng ra, ông ta nhanh chóng truyền lại cơ nghiệp của nhà họ Vương cho Vương Húc." sau đó tiếp tục luyện tập võ nghệ ông ta đã đạt đến đỉnh cấp đã nhiều năm rồi về phần đến hiện tại là cấp bậc gì thì khó nói lắm dù sao cũng không xuất hiện trong thiên bảng đương nhiên lê văn vân cũng biết rõ những người như vương quốc thịnh cư ngụ trên mặt đất bọn họ bình thường hoạt động trong thành phố rất ít tiếp xúc với thế giới ngầm thậm chí là chẳng mấy khi tiếp xúc người như vậy mặc dù cường thịnh trở lại thì cũng rất ít khi ra tay không được thống kê trên thiên bảng cũng là chuyện bình thường Lúc này, Vương Húc lại nói, đây là Tôn Hạo. Trước đó hẳn là cậu đã từng gặp một lần, ở mở tiệc chiêu đãi do Quách Khải Thụy mở. Biết, còn rất quen thuộc nữa. Tôn Hạo cười nói, lúc trước có chút hiểu lầm, nhưng bây giờ đều đã qua rồi. Người trẻ tuổi, có một chút hiểu lầm là chuyện bình thường. Vương Húc nói, ồ, đúng rồi, cậu ấy là chồng chưa cưới của Giai Kỳ, hôm nay đến để cầu hôn. Tôi và mẹ Giai Kỳ đều. Bố, Lúc này Vương Giai Kỳ vội nói, con nói rồi, con không thích tôn hạo, con sẽ không kết hôn. chương 557 lời cảm ơn tôi đã nhận. Thần sắc tôn hạo thay đổi, anh ta liếc mắt nhìn Lê Văn Vân một cái, híp mắt nói, vậy em hãy nói cho anh biết xem người em thích là ai, sau này anh sẽ cư xử theo hướng của anh ta, không phải là được rồi sao? Trong mắt Vương Giai Kỳ chuyển động, trái tim Lê Văn Vân đập dữ dội, anh cảm thấy cô gái này chỉ vì không muốn gả nên bịa đại một lý do mà thôi lê văn vân ho khan một tiếng đặt chiếc đũa trong tay xuống nhìn vương húc nói tổng giám đốc vương trong nhà các ông đã có chuyện tôi về trước đây lời cảm ơn tôi đã nhận tôi chỉ có chút sức mạnh mà thôi không cần để ở trong lòng anh có chút lo lắng vương giai kỳ không tìm được ai mà nói thích anh anh không muốn chịu cái nồi đen này đâu bữa cơm hôm nay không phải để các người làm thân mà là để cảm ơn lê văn vân ngay lúc này vương quốc thịnh nhẹ giọng lên tiếng nghe được lời vương quốc thịnh nói sắc mặt của gia đình tôn hạo đều hơi giật mình bọn họ nhìn về phía lê văn vân không hỏi thêm câu nào vương quốc thịnh nhìn lê văn vân nói lê văn vân cậu đừng để ý chỉ là vừa khéo gặp chút chuyện thế thôi lê văn vân vội nói không sao đâu các người đúng lúc có chuyện thì nói trước đi kỳ thật không cần để ở trong lòng hơn nữa việc này cũng là điều tôi nên làm, đôi bên cùng có lợi thôi. Nhìn thấy Lê Văn Vân thực sự có vẻ muốn rời đi, mọi người đều khẽ nhíu. May, kể cả Tôn Hảo. Vương Quốc Thịnh nhướng mày nói, được rồi, cậu đã nhất định phải rời đi, Vương Húc. Được thôi, bố, ông ta nói với Vương Quốc Thịnh, sau đó đứng dậy và nói với Lê Văn Vân, Lê Văn Vân, cậu đi với tôi một chút, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu. Lê Văn Vân gật đầu, đứng dậy đi theo vương húc ra khỏi phòng ăn vương húc đưa anh qua phòng khách và vào bên trong một phòng làm việc rất lớn vương húc nói cậu ngồi đi có chuyện gì vậy lê văn vân hỏi vương húc gật đầu nói cậu cũng biết lần này hồng nguyệt và bóng tối sở dĩ bọn họ muốn đối phó với chúng tôi muốn động thú với vương giai kỳ là vì cái gì nhỉ lê văn vân suy nghĩ một lúc rồi nói có lẽ là biết thứ nhất là muốn lôi kéo các người thứ hai chắc là muốn lấy được thứ gì đó từ trong tay các người nếu tôi không đoán sai chắc là xương cốt linh tinh gì đó vương húc gật đầu nói quả thật là như thế trước đây lâm thiếu hoa âm thầm đến thăm hỏi bố tôi nhưng trong lúc thương lượng với bố tôi đã bị bố tôi đuổi ra khỏi nhà có rất nhiều khi đều là vấn đề về lựa chọn mà thôi người gác đêm cũng tốt hoặc trận doanh khác cũng được vương húc nói đến đây Bình tĩnh nói, chúng tôi làm rất nhiều chuyện đều để lo lắng cho chuyện truyền thừa và nối dõi tông đường của người gác đêm, bao gồm để giai kỳ gả cho Tôn Hạo. Chương 558 đều là do người gác đêm. Ừ, Vương hút gật đầu, sau đó chuyển sự chú ý sang Lê Văn Vân, tiếp đó ông ta mở một cái hộp có mật khẩu ra. Lê Văn Vân lướt mắt qua một cái, bên trong cái hộp mật mã kia có không ít văn kiện linh tinh gì đó. Bên trong hộp mật mã còn có hai hộp sắt nhỏ. Ánh mắt Lê Văn Vân rơi vào phía trên một hộp sắt trong đó, chợt ánh mắt anh hơi trầm xuống. Hộp sắt là một hình chữ nhật, phía trên có một số chạm khắc, xem ra rất cổ xưa. Hộp sắt này gần giống với hộp nhiệm vụ của Lê Văn Vân trong trận chiến 3 năm trước. Khóe miệng Lê Văn Vân cũng không nhịn được mà thoáng run rẩy một chút. Thở ra một hơi, nói kỳ thực còn có nguyên nhân thứ ba, chính là bởi vì cái hộp này, thậm chí có thể nói cái hộp này là mục đích chính của bọn họ lê văn vân nuốt nước bọt về phần cái hộp này rốt cuộc là thứ gì lê văn vân cũng không biết nhưng theo cách nói của phạm nhược tuyết bây giờ người gác đêm vẫn chưa phá giải được bí mật của hộp sắt đây là cái gì lê văn vân dò hỏi chiếc hộp này liên quan đến một bí mật rất lớn có liên quan đến toàn bộ thế giới ngầm vương húc nói về phần bí mật là gì không ai biết và cần phải phá giải mà phương pháp phá giải thì hình như không có nhiều người biết đến nói đến đây Ông ta thở dài nói, sự quật khởi của gia tộc chúng tôi chính là phụ thuộc vào chiếc hộp này và những mảnh xương này. Nhưng những xương cốt và cái hộp này cũng đã mang lại cho chúng tôi rất nhiều rắc rối. Gia tộc chúng tôi có thể coi là đã kéo dài được 100 năm rồi. Thời đại tập võ, trước kia có siêu cấp tọa trấn thì còn ổn. Nhưng hiện nay, siêu cấp càng ngày càng ít rồi, trên thiên bảng chỉ mới có 12 người, cộng thêm một số không được thống kê, ước tính cũng sẽ không vượt quá 20 người ông ta giống như đang nói chuyện với chính mình vậy bên cạnh lông mày của lê văn vân nhíu lại thật sâu vương hút thở dài và nói vậy nên tôi và bố tôi đã bàn bạc và quyết định giao cả hai thứ này cho cậu xem như đó là lời cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu lần này còn về phần cậu muốn xử trí chúng như thế nào đều là do người gác đêm nói xong ông ta đưa đồ cho lê văn vân sau khi lê văn vân tiếp nhận xem đi xem lại chiếc hộp hình chữ nhật một chút nhưng không thể nhìn ra được gì cả sau đó anh lại mở một chiếc hộp khác có chứa xương ra bên trong hộp có bốn mảnh xương chiếc lớn nhất ước chừng cỡ lòng bàn tay lê văn vân vuốt ve một chút phát hiện không có cảm giác dung nhập trong cơ thể suy tư một hồi tự nhủ quả nhiên là không thích hợp với mình cảm ơn lê văn vân nói vương hút thở dài nói cái này không tính là gì chỉ cần dai kỳ có thể sống sót chút đồ này cũng không coi là gì cả Lê Văn Vân sửng sốt một chút, nhìn Vương Húc nói, xem ra là ông rất quan tâm đến cô ấy, nhưng tại sao ông lại muốn cô ấy hy sinh hôn nhân của mình chứ? Thật sự là có chút mâu thuẫn. chương 559, không thể nói ư. Đặng Hân Hân là một người làm công ăn lương, hơn nữa ở một mức độ nào đó, được cho là một người nghiện công việc. Làm thêm giờ là chuyện thường của cô. Tại lối vào ngân hàng, từ phía xa Lê Văn Vân đã nhìn thấy Đặng Hân Hân trong bộ đồng phục, anh dừng xe lại, hạ xuống cửa sổ xuống và nói, "Lên xe." Đặng Hân Hân ngồi vào ghế phụ, sau đó nói với Lê Văn Vân, "Anh đúng là một người bận rộn. Trước kia cho dù là ở Giang Thành hay Lâm Hải, em đều hoàn toàn không thấy anh bận. Lúc đó, em cảm thấy rằng suốt ngày anh rảnh đến đau trứng." Lê Văn Vân ho khan một tiếng nói, "Chủ yếu là do gần đây mọi chuyện chồng chất nên anh không còn cách nào khác. Thật sự xin lỗi, sau khi em đến Yên Kinh nên mời em ăn một bữa mới phải." Đặng hân hân cười ngọt ngào nói, không sao đâu, em chỉ đùa thôi. Thực ra, khi đến Yên Kinh, em vẫn không thể phân thân được. Cần phải làm quen với nghiệp vụ bên này, cần phải kết nối, ngày nào cũng rất bận. Nhưng mà anh là kẻ có tiền ở bản địa mà, em phải làm thịt anh mới được. Được thôi, Lê Văn Vân cười khẽ, không thiếu tiền, muốn ăn cái gì cũng được. Đó là anh nói đấy, vậy em sẽ chọn tiệm đắt nhất. Đặng hân hân vui tươi hớn hở nói, sau đó tìm trên mạng một hồi chọn một nhà hàng khá đắt tiền và nói vậy thì đi chỗ này đi lê văn vân gật đầu nói được rồi sau khi lê văn vân nhập địa vào bản đồ thì lái xe chở đặng hân hân đến nhà hàng nhà hàng nằm ở trung tâm yên kinh vì giá cao nên trong nhà hàng không có nhiều người lui tới nhưng hầu hết những người ra vào đều là những người giàu có ở yên kinh sau khi lê văn vân và đặng hân hân bước vào một cô bồi bản xinh đẹp liền đi lên tiếp đón hai người sao ừ đặng hân hân gật đầu lối này mời cô phục vụ xinh đẹp nói bọn họ được đưa đến vị trí gần đầu sảnh và ngồi xuống bên cửa sổ sau khi đặng hân hân chọn món xong cô bèn nói phải rồi mấy người tịch tịch gần đây đi đâu vậy đã rất lâu rồi không liên hệ được với cô ấy gửi tin nhắn cũng không xem gọi điện thoại cũng gọi không được lê văn vân ngẩn người sau khi đỗ tịch tịch đến người gác đêm có lẽ vẫn đang tiến hành huấn luyện Bây giờ lại đi khu tội ác, bên khu tội ác lại không còn cách nào khác để liên hệ với thế giới bên ngoài. Lê Văn Vân cười nói, đô tịch tịch cùng bố của cô ấy đến một nơi, tạm thời không có cách nào liên hệ với thế giới bên ngoài. Chương 560 đây là bạn trai của em sao? Đặng Hân Hân vui vẻ nhìn Lê Văn Vân nói, cũng đúng, loại phụ nữ như vậy quả thật không có gì để đáng lưu luyến hết. Vậy về sau thì sao? Anh không định tìm bạn gái nữa sao? chuyện này để sau này hãng nói lê văn vân mỉm cười nói nếu anh muốn thì bây giờ cũng có thể có được đặng hân hân hơi đỏ mặt sau đó nhìn lê văn vân nói ra câu này lê văn vân sửng sốt một chút anh không ngu ngốc tất nhiên là nghe ra được ý trong lời của đặng hân hân trên thực tế tính cách đối nhân xử thế và những thứ khác của đặng hân hân đều rất tốt nếu là kết hôn thì quả thực là một lựa chọn không tồi tuy nhiên lê văn vân biệt hoàn cảnh của chính mình anh biết chiến tranh sắp đến rồi, anh thực sự không thể nào để chắc nhất minh bổ ra một đao kia rồi chết đi. Cho nên đến lúc đó, anh khẳng định sẽ đứng lên, đối mặt với tất cả những điều đó. Về yêu đương, anh thực sự chưa tính đến những vấn đề này, trừ khi là để giải quyết nhu cầu sinh lý. Thấy Lê Văn Vân có chút do dự, trên mặt đắng hân hân lộ ra nụ cười vui tươi hớn hở, xem anh sợ chưa kìa, em chọc anh thôi. Nói xong, cô hơi cúi đầu xuống, bên trong ánh mắt thoáng qua một tia thất vọng lúc này món ăn được dọn lên này hân hân đúng lúc này một giọng nói vang lên bên tai họ hai người ngẩng đầu liếc mắt nhìn phát hiện một thanh niên tóc vuốt keo đang đứng ở bên cạnh đang tò mò liếc nhìn đặng hân hân nói em cũng tới đây ăn cơm à đây là bạn trai của em sao đặng hân hân nhìn thấy người này thì khẽ cau mày sau đó mỉm cười nói đây là bạn trai của tôi nói xong Cô lại nói với Lê Văn Vân, đây là khách hàng của ngân hàng bọn em, Tổng giám đốc Lam, Lam Hoa Giang, nhà phát triển phần mềm, là một doanh nhân trẻ ở Yên Kinh. Lam Hoa Giang đánh giá Lê Văn Vân từ trên xuống dưới, khóe miệng nở nụ cười khẽ, hỏi, Hân Hân, em đừng đùa với tôi chứ, chắc không phải vì gần đây tôi đột ngột tỏ tình với em nên em mới tùy tiện tìm người đến đối phó với tôi chứ? Lê Văn Vân cứng họng nhìn về phía Đặng Hân Hân. Đặng Hân Hân chỉ mới đến Yên Kinh một thời gian ngắn như vậy thế mà đã có người tỏ tình với cô rồi nhưng xác thật đặng hân hân là một mỹ nhân hàng đầu lại độc thân nhân cách cũng rất tốt một người phụ nữ như vậy quả thực có thể thu hút đàn ông anh nói thế mà được à tôi và bạn gái tôi ăn cơm đụng phải anh sao lại gọi là tùy tiện tìm người đến lừa anh được lê văn vân bĩu môi nói dù sao giả làm bạn trai của đặng hân hân cũng không phải lần một lần hai nữa lê văn vân đã sớm thuận buồm xuôi gió rồi audio điện tử võ tấn bền hết chương 560